Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay, mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, ngày mùng 4, ngày mùng 5 tháng 4, ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm đã đến rồi. Và chúng ta đã được nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân tại phiên tòa phúc thẩm này. Tất cả chúng ta đều mong, đều cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với cô Nguyễn Phương Hằng, đến với thầy Đặng Anh Quân. Và mong rằng tại phiên tòa phúc thẩm này, thầy Đặng Anh Quân cùng với cô Nguyễn Phương Hằng sẽ được trình bày hết tất cả những nỗi lòng của mình, nỗi lòng của những người yêu chính nghĩa, nỗi lòng của những người mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người dân nghèo. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, không khí ở bên ngoài, rất nhiều cô chú, anh chị fan chính nghĩa đã có mặt để cổ vũ cho cô Nguyễn Phương Hằng, cổ vũ cho thầy Đặng Anh Quân. Và chắc chắn rồi, đằng sau cô Nguyễn Phương Hằng, đằng sau thầy Đặng Anh Quân luôn có rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn yêu chính nghĩa, ủng hộ. Và tất cả chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau, nắm tay nhau để cùng đi qua phiên tòa phúc thẩm này. Và cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân sẽ luôn chiến thắng trong lòng người dân. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, sau bao nhiêu ngày mong nhớ thì chúng ta đã được gặp lại thầy Đặng Anh Quân cùng với cô Nguyễn Phương Hằng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, chắc chắn một điều rằng cho dù thời gian có trôi qua đi, cho dù là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì cái tình cảm mà cô chú, anh chị fan chính nghĩa dành cho cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân không thay đổi. Và có lẽ tất cả chúng ta đều xúc động trước cái tình cảm đó, từ những con người chưa từng gặp mặt nhưng mà lại nặng một nỗi lòng, từ những con người mà mang cái danh là bị cáo nhưng lại được người dân yêu thương hết mực. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, có lẽ đến tận bây giờ thì cũng hiếm có một cái phiên tòa nào mà những người bị cáo lại được người dân yêu thương đến thế, còn những người bị hại thì người dân lại ghét bỏ như vậy. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, bên cạnh đó chắc hẳn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đều chờ mong những cái màn đối chất, những cái màn đối đáp, những cái màn trình bày hùng biện của cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, ngay sau đây, trước khi đến với cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra và kênh Phúc Tài Chính sẽ liên tục cập nhật thông tin đến cô chú, anh chị và các bạn, thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số những cái thông tin tại phiên tòa ngày 21 tháng 9 năm 2023 nhé. Và đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem là họ đã tấn công CEO Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm như thế nào. Đầu tiên, đại diện của ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tội. Đại diện của ông Nguyễn Đức Hiển vẫn giữ quan điểm đề nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển là bị hại trong vụ án. Đồng thời, đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo công khai xin lỗi, cải chính những phát ngôn sai sự thật. Ngoài ra, đại diện của ông Hiển còn đề nghị hội đồng xét xử khởi tố vụ án về 2 tội làm nhục người khác và vu khống vì tại phiên tòa phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì tất cả chúng ta đều biết rằng là những cái đề nghị của luật sư ông Nguyễn Đức Hiển này thì đều không được thực hiện. Đầu tiên là ông Hiển vẫn không được trở thành bị hại của cái vụ án này. Và chắc chắn rồi, cô Nguyễn Phương Hằng trong cái phiên tòa đó thì đã quyết định là không xin lỗi những con người này, nên là cũng chẳng có cái cải chính gì ở đây cả. Và như chúng ta đã biết thì ông Hiển này cũng ra về tay trắng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đến cái phiên tòa phúc thẩm này thì vẫn còn một người rất là ngoan cố, đó chính là Đinh Lan. Đinh Lan vẫn muốn đệ đơn để trở thành người bị hại trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng cái hy vọng mong manh này của Đinh Lan được bao nhiêu phần trăm trở thành sự thật nhé. Tiếp theo, tại cái phiên tòa sơ thẩm đó, thì luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh cho biết, trước phiên tòa này, vợ chồng Thủy Tiên đã có đơn tách một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại. Cụ thể, Công Vinh Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng bồi thường 2,3 tỷ đồng. Và như cô chú, anh chị và các bạn đều biết, thì là Thủy Tiên và Công Vinh ra về tay trắng, một đồng cũng không có. Ít nhất Hàn Ni và Đinh Lan còn được 18 triệu đồng, chứ còn Công Vinh và Thủy Tiên không còn có một cái đồng nào, cô chú anh chị ạ. Và ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, để rồi sau này đi bán hàng online, người dân vẫn nhảy vào chửi như tan nương, MLX là ầm ầm trên cái trang mà phát trực tiếp. Như vậy là tại cái phiên tòa sơ thẩm, luật sư ông Nguyễn Đức Hiển cũng là tấn công bà Nguyễn Phương Hằng nhưng đều cũng không được. Luật sư của Thủy Tiên tấn công bà Nguyễn Phương Hằng nhưng mà coi như là cái giáo gãy luôn, cô chú anh chị ạ. Và tiếp theo, trong khi đó, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Phương Hằng đã chà đạp, gây cho ông những tổn thương. Đến bây giờ vẫn có người nói những câu như ăn chặn tiền từ thiện,
tôi đã bị ảnh hưởng thiệt hại rất nhiều. Với tôi, kinh tế có thể làm lại được, nhưng danh dự tôi bị chà đạp rất nhiều. Tôi sẵn sàng hủy bỏ yêu cầu đòi bồi thường về vật chất, chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng, Đàm Vĩnh Hưng nói trước tòa. Cái chỗ này thì chúng ta thấy anh Đàm Vĩnh Hưng nói cũng hơi vô lý tí này. Anh Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là với tôi, kinh tế có thể làm lại được. Úi giời, liệu rằng sau cái drama này, anh Đàm Vĩnh Hưng có thể làm lại được kinh tế không? Khó lắm. Đợt trước là ông Hoàng bà Chúa rồi hào quang rực rỡ. Sau khi gặp bà Nguyễn Phương Hằng, hào quang gì cũng tắt nắng luôn. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta vẫn còn nhớ cái cảnh mà anh Đàm Vĩnh hồ hởi lên trên mạng. Nói rằng là các chú công an nói không cần phải sao kê, niềm tin là chính. Và chính cái câu nói đó thì toàn dân đã chửi anh Đàm Vĩnh Hưng như tát nước vào mặt. Có lẽ anh ấy nói cái câu đó ra trong cái lúc mà tâng lâng khâng, nói ra cảm giác mình chiến thắng, nhưng cuối cùng là bị người dân chửi, không còn cái chỗ nào ngóc đầu lên được. Bởi vì là anh ấy vẫn ngoan cố chưa đưa ra sao kê, nên là nói linh ta linh tinh như vậy. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, chính vì cái điều đó thì bây giờ liệu rằng kinh tế anh Đàm Vĩnh Hưng có làm lại được như trước không? Khó lắm cô chú anh chị ạ. Bây giờ lên sân khấu cầm mic phát, hát một bài, nhưng mà người dân ở dưới cứ sao kê đi với ăn chặn tiền từ thiện thì hát làm sao? Vì vậy nên là anh Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là kinh tế có thể làm lại được, nhưng mà cũng hơi khó đấy. Chưa chắc đã làm lại được như cái thời Hoàng Kim mà lên kêu gọi từ thiện rồi người dân hùn tiền vào đâu. Khó lắm cô chú anh chị ạ. Và thưa cô chú anh chị, anh Đàm Vĩnh Hưng cũng muốn một lời xin lỗi từ bà Nguyễn Phương Hằng để tẩy trắng, nhưng cuối cùng có đâu. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy thì chúng ta đủ để thấy rằng tại phiên tòa sơ thẩm, cho dù là nhận một cái mức án 3 năm, nhưng mà bà Nguyễn Phương Hằng đã thắng sát ván như người nghệ sĩ kia. Bên kia từ luật sư đến thân chủ tay trắng ra tòa, mà không chạy nhanh khỏi tòa là coi như là lại mượt rêu rao trên mặt báo. Và như cô chú anh chị thấy đấy, tại cái clip tổng kết của VTV nhé, nhà đài quốc gia nhé, nói về những sự kiện dấu ấn trong năm 2023, cũng đưa cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng lên, nhưng mà lại không đưa hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng lên, mà lại đưa hình ảnh của ông luật sư ca sĩ Thủy Tiên lên để châm biếm. Có chết không cửa chứ, có ngại không cửa chứ, khi mà trong khi một phiên tòa, bị cáo thì được dân yêu thương, bị cáo thì không bị VTV đưa hình ảnh lên, mà cuối cùng là cái bên mà kêu gào là bị hại lại bị VTV đưa lên để châm biếm cửa chứ. Đúng là câu chuyện ngược đời của chú anh chị ạ. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, tiếp theo chúng ta hãy cùng điểm lại những cái phần tranh luận của thầy Đặng Anh Quân và những cái lời phát biểu của ba trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo Đặng Anh Quân nói mình bị oan. Khi được xét hỏi, bị cáo Đặng Anh Quân không đồng ý với nội dung cáo trạng. Ông Quân cho rằng về mặt nội dung phát ngôn cáo trạng thể hiện không phù hợp. Bị cáo nghe ba bị cáo nhân viên của bị cáo Hằng khai là có 11 buổi live stream và 1 buổi phát biểu. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng kết luận giám định không được nhận nên không biết. Bị cáo Quân nói cáo trạng kết luận không đúng ý nghĩa phát ngôn của bị cáo, chỉ đánh giá hành vi của bị cáo khi live stream mà không đánh giá nội dung phát ngôn của bị cáo. Bị cáo nhận thức như thế nào về việc tham gia các buổi phát sóng? Hội đồng xét xử hỏi. Bị cáo Quân khẳng định mình bị oan, bị cáo vô tội, ông Quân nói. Cáo trạng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo là không đúng, đúng không? Cáo trạng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo là không đúng, đúng không? Chủ tọa hỏi. Bị cáo khai đúng hành động như vậy, tất cả câu hỏi bị cáo khai đều đúng sự thật, ông Quân trả lời. Động cơ bị cáo nhận lời mời live stream cùng chị Hằng là muốn phản biện các hiện tượng xã hội, phân tích phổ biến pháp luật đến người nghe, ông Quân trình bày. Nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận sai sau khi làm việc với cơ quan điều tra. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu là đúng. Nhi cho biết mình là nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng nên làm việc theo phân công của bà Hằng là bình thường. Cô nhờ bị cáo hỗ trợ cô live stream thì bị cáo hỗ trợ. Đến mỗi buổi live thì bị cáo set up máy cho cô vì cô không biết đăng lên TikTok. Nhi nói và cho biết ngoài bị cáo thì có Hà Tân hỗ trợ. Tòa hỏi trong các buổi live stream này thì có ông Đặng Anh Quân tham gia không? Thì Nhi cho biết ông Đặng Anh Quân có tham gia 11 buổi, còn nội dung mỗi buổi live stream quá dài nên bị cáo Nhi không nhớ ông Quân nói gì. Khi hỏi về ý thức, bị cáo cho rằng ban đầu chỉ nghĩ đó là công việc bình thường của nhân viên văn phòng. Đến khi bà Hằng bị khởi tố thì bị cáo cũng không biết vì sao như vậy. Mãi đến khi bản thân bị cáo bị khởi tố và được cơ quan điều tra giải thích thì bị cáo mới biết là mình vi phạm pháp luật, bị cáo Nhi nói. Bị cáo Lê Thị Thu Hà cho rằng cáo trạng là đúng,
Nhiệm vụ của Hà là bố trí sắp xếp sân khấu, máy quay, đăng thông báo trên trang Hà Lê. Bị cáo lúc đầu chưa nhận thức được việc làm đó là sai, nhưng sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới nhận thức được việc này là sai. Còn bị cáo Huỳnh Công Tân cho rằng nếu như không có bị cáo thì bà Hằng vẫn có thể chỉ đạo nhân viên khác hỗ trợ live stream. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đó chính là một phần những cái lời khai của ba nhân viên của cô Nguyễn Phương Hằng trước cái phiên tòa sơ thẩm, cùng với đó là những câu trả lời của thầy Đặng Anh Quân tại phiên tòa sơ thẩm. Và Phúc Tài Chính cùng với cô chú anh chị và các bạn hãy cầu chúc cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý sẽ bình tĩnh có những cái lời khai, những cái màn đối đáp đối chất tại tòa được thành công. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại thì phiên tòa phúc thẩm vẫn được diễn ra và trên các báo chí chính thống vẫn đang cập nhật những cái tin tức, và kênh Phúc Tài Chính cũng sẽ đưa những cái tin tức mới nhất đến cô chú anh chị. Cô chú anh chị hãy đăng ký kênh Phúc Tài Chính để nhận được những cái thông tin mới nhất từ phiên tòa phúc thẩm nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán, và điều đặc biệt là Phúc Tài Chính sẽ trích những cái phần lợi nhuận từ công việc bán hàng này để trao những cái giải thưởng đến với cô chú anh chị tham gia chương trình Ngòi Bút Chính Nghĩa. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể mua hàng để ủng hộ cho Phúc Tài Chính cũng như ủng hộ cho chương trình Ngòi Bút Chính Nghĩa nha. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại thì Phúc Tài Chính đang có em bé khoảng 3 tháng nên là sẽ có những em nhân viên và người thân của Phúc hỗ trợ nghe những cuộc điện thoại từ cô chú anh chị gọi đến. Nên là nếu như cô chú anh chị gọi đến nghe một cái giọng khác Phúc Tài Chính hoặc là nghe giọng nam thì cô chú anh chị hãy cứ đặt hàng bình thường nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video mới nhất. Răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà dùng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Miran 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000, và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000, không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng vượt tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ mát xa da đầu tầm khoảng độ 5 phút.
và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé, sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. On mọi người nhé, đây là sữa tắm On này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g của chú anh chị nhé. Thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Những dầu xoa bóp, ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. Một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Chú anh chị, đó chính là cặp dầu gội xả Rio được sản xuất từ Hàn Quốc và sản xuất theo dây chuyền hiện đại, hoàn toàn sử dụng thành phần nguyên liệu thảo dược đến từ phương Đông, giúp làm sạch tóc này, phục hồi tóc hư tổn này, giảm gãy rụng này, giảm gầu, kích thích mọc tóc và giữ cho da đầu khỏe mạnh. Và thành phần ở đây đều được chiết xuất từ nhân sâm này, trà xanh, đậu, giúp nuôi dưỡng và chăm sóc từng tế bào nang tóc. Đầu tiên là cặp dầu gội xả Rio màu đỏ sẽ chuyên dụng cho tóc thô sơ hư tổn và chiết xuất từ tinh dầu hoa trà, lựu đỏ để giúp tóc mềm mượt. Thì cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc khô này, sơ rối thì có thể sử dụng cặp dầu gội xả Rio màu đỏ này sẽ giúp cho tóc sạch gầu và đồng thời dưỡng cho tóc rất là mềm mượt. Tiếp theo là cặp dầu gội xả Rio màu nâu dành cho tóc mỏng yếu, dễ gãy rụng, làm khỏe sâu tận chân tóc và giúp tóc bóng khỏe, kích thích mọc tóc. Thì cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc bị gãy rụng này và tóc rất là mỏng thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái cặp dầu gội xả Rio màu nâu này. Nó sẽ giảm gãy rụng tóc và đặc biệt là nó kích thích mọc tóc, giúp cho tóc của chúng ta mọc lên và dày dặn hơn. Tiếp theo là cặp dầu gội xả Rio màu xanh lá thì sẽ dành cho tóc dầu và nhiều gầu. Sản phẩm sẽ làm sạch sâu này, xử lý gầu, giảm gầu một cách rất là rõ rệt và giảm bong chóc da đầu. Cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc rất là nhiều gầu, bong chóc rất nhiều da đầu, đặc biệt là vào mùa đông này thì có thể sử dụng cặp dầu gội xả Rio màu xanh để trị gầu tận gốc cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mua một cặp dầu gội xả Rio thì cái giá sẽ là 365.000. Và đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuýp kem đánh răng Median 93% nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 55.000. Như vậy thì với 365.000 cô chú anh chị sẽ có một cặp dầu gội xả Rio và thêm một tuýp kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nữa. Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số 0374590012 để được nhận cái deal hời này nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ của chú anh chị nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là sữa tắm Happy cao cấp.
Đây là dòng sữa tắm cao cấp và hương thơm cực kỳ là sang trọng quý phái. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta săn chắc này, giữ ẩm cho da. Và khi sử dụng cái sữa tắm Happy cao cấp này, nó sẽ tẩy tế bào da chết một cách rất là dịu dàng và nhẹ nhàng, giúp cho làn da của chúng ta mềm mịn. Và cái cảm giác mà khi tiếp xúc với loại sữa tắm này, chúng ta sẽ có cảm giác làm sạch rất là êm dịu. Và đặc biệt là cái loại sữa tắm Happy cao cấp này, mùi hương sẽ lưu ở trên da rất là lâu, giúp cho da sạch mát, rất là mềm mịn. Đặc biệt sữa tắm Happy cao cấp thì có công thức làm sạch dịu nhẹ này, giàu độ ẩm, siêu dưỡng ẩm, giúp cho làn da của chúng ta rạng rỡ và đặc biệt là làm sạch lỗ chân lông và thêm cả giữ mùi hương rất là lâu nữa. Thì với một chai sữa tắm Happy cao cấp này sẽ nặng là 910g cô chú anh chị nhé, để trong nhà tắm cực kỳ là sang trọng. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một sữa tắm Happy cao cấp với giá là 235.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc trị giá 50.000 đồng. Như vậy với 235.000, cô chú anh chị sẽ có ngay một chai sữa tắm Happy cao cấp 910g và hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc. Thì để nhận được cái deal này, cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được Phúc Tài Chính hỗ trợ nha. Đặc biệt là với những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái sản phẩm dưỡng da nữa trong cái mùa đông này, đó chính là kem dưỡng da nâng tông ốc sên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Thì đây chính là cái lọ kem mà Phúc Tài Chính vẫn hay sử dụng để có một cái làn da cũng khá là mịn màng như thế này. Và ở đây sẽ là 30ml cô chú anh chị và các bạn nhé, dùng rất là hiệu quả, vừa dưỡng được da mà làn da của chúng ta lại còn trắng sáng hơn nữa. Cái dạng này sẽ là dạng kem này, được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sên vàng, bạch sâm này, tơ tằm, sữa ong chúa, ngọc trai, và nó sẽ giúp dưỡng trắng này, mờ thâm nám, giảm nếp nhăn và nếp chân chin hiệu quả. Đặc biệt là nó sẽ cải thiện cái làn da chảy xệ, ngăn ngừa nếp nhăn do tuổi tác, và đặc biệt nữa là bổ sung duy trì độ ẩm, nuôi dưỡng cho làn da căng bóng và mịn màng. Nó sẽ bảo vệ da trước những cái tác hại xấu của môi trường như là khói bụi và ngăn ngừa làm chậm đi những cái dấu hiệu lão hóa trên da. Và cái sản phẩm này khi mà chúng ta dùng thì vừa dưỡng da mà vừa giúp nâng tông da nữa, nên là cũng không cần phải đánh phấn nữa. Chỉ cần bôi một cái lớp kem dưỡng da nâng tông này là chúng ta đã có một cái làn da tươi sáng, nâng tông và trắng hơn để chúng ta tự tin bước ra ngoài. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị và các bạn, đó chính là khi mua kem dưỡng da nâng tông với giá 330.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá là 50.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Hãy gọi điện thoại cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để sở hữu cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính tự tay viết. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng kem chống nắng 3-trong-1, vừa chống nắng này, vừa nâng tông và vừa dưỡng ẩm da, có tên là DK Fusion. Và đây là dòng kem chống nắng phổ biến với chỉ số chống nắng cao nhất hiện nay, giúp bảo vệ làn da của chị em và các cô suốt 6 đến 8 giờ khỏi tia cực tím độc hại và cả những cái ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử nữa. Và nó sẽ giúp nâng tông trắng hồng tự nhiên, lớp kem mềm mịn che khuyết điểm cực kỳ tốt và có thể thay thế kem nền, lớp make up cho những chị em bận rộn. Chống trôi khi gặp nước, da dầu hay bị đổ mồ hôi và không lo bị loang lổ. Thẩm thấu rất là nhanh và vô cùng dịu nhẹ, lành tính cho da, kể cả là da nhạy cảm nữa. Đặc biệt là với thành phần nó sẽ giúp dưỡng trắng da này, mờ nám, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp cho dưỡng ẩm da sâu và cấp ẩm cho làn da, không gây bết dính. Và xuất xứ là Hàn Quốc. Và một cái lọ ở trong đây thì sẽ có dung tích là 50ml cô chú anh chị và các bạn nhé. 50ml cho một cái lọ như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một cái lọ kem chống nắng DK Fusion này thì sẽ có giá là 315.000. Đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay
hai mặt nạ vitamin 50.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Vậy nên chỉ với 315.000, cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay một cái tuýp kem chống nắng có nhiều công dụng nhất hiện nay, vừa chống nắng, vừa nâng tông da và vừa dưỡng ẩm cho da nữa, và được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, rất là tốt. Và cô chú anh chị hãy gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal này nha. Và đặc biệt, những cái đơn hàng nào trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết để lưu lại những cái kỷ niệm. Chống nắng cho toàn thân thì cô chú anh chị và các bạn có thể sử dụng kem dưỡng thể chống nắng nâng tông hoa hồng Lysel này cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là sản phẩm từ thương hiệu Lysel, nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và mỗi một tuýp này thì sẽ là 200ml, rất là lớn cô chú anh chị và các bạn nhé. Và phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da lão hóa, da sạm màu và cháy nắng. Và thành phần là hương thơm cao cấp, các dưỡng chất, cấp ẩm và collagen. Và công dụng của nó là với một cái chỉ số chống nắng rất cao, SPF là 50+, bảo vệ da toàn thân trước ánh nắng, giúp dưỡng ẩm và giúp da săn chắc, không gây kích ứng da, giúp da căng mịn, giảm thiểu sự mất nước, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, hạn chế tình trạng tăng sắc tố da và sẽ giúp làm đều màu da. Và cách sử dụng là sau khi tắm xong và lau khô người thì cô chú anh chị và các bạn có thể bôi một lớp sữa dưỡng thể chống nắng Lysel này lên người. Thoa nhẹ nhàng nó sẽ giúp nâng tông làn da, giúp làn da của chúng ta trắng hơn, và đặc biệt là làn da của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi một lớp chống nắng. Và chỉ cần như vậy thì khi bước ra đường cho dù nắng gắt đến mấy thì chúng ta cũng không sợ nữa. Và chắc chắn khi sử dụng sữa dưỡng thể toàn thân nâng tông hoa hồng Lysel này, cô chú anh chị và các bạn sẽ cực kỳ thích. Bởi vì là Phúc Tài Chính đã dùng rồi, khi bôi một lớp lên da tay thôi mà cái da tay của chúng ta trắng sáng và đều màu, đẹp hơn rất là nhiều khi mà ra ngoài. Vừa trắng sáng mà lại vừa chống nắng nữa thì còn gì bằng. Vì vậy nên ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua sữa dưỡng thể chống nắng nâng tông hoa hồng Lysel này với giá là 275.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá 50.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại ngay lên và gọi cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền nhá. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị cặp dầu gội xả Mi Sen nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm dành cho mọi loại tóc bị khô và hư tổn rụng nhiều, với thành phần được chiết xuất từ 7 loại tinh dầu khác nhau, giúp làm mới và nuôi dưỡng chăm sóc tóc bị hư tổn, đặc biệt là sẽ giúp làm mượt tóc và giữ màu cho tóc nhuộm. Thì các cô và các chị mà nếu như đang nhuộm tóc, muốn giữ màu cho tóc nhuộm thì nên sử dụng cái sản phẩm Mi Sen này, sẽ giữ được màu cho tóc nhuộm rất là lâu. Và đặc biệt sản phẩm này cũng chống gãy rụng tóc nữa. Cùng với cái dầu dưỡng Mi Sen này sẽ đem lại cho cô chú anh chị một cái mái tóc cực kỳ mềm mượt. Và đây là sản phẩm mà Phúc Tài Chính cũng như mẹ Phúc Tài Chính rất là thích, bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta bóng, khỏe, chắc và mềm mượt. Thì cách dùng thì đầu tiên cô chú anh chị hãy lấy một cái lượng dầu gội thoa lên tóc và làm sạch da đầu, sau đó là xả lại với nước và thêm một chút dầu dưỡng nữa, massage tóc từ 3 đến 5 phút và xả lại với nước. Chúng ta sẽ có một mái tóc vừa sạch và vừa bóng mượt. Và đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và mỗi chai này sẽ còn là 680ml của chú anh chị nhé. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, khi cô chú anh chị mua một cặp dầu gội xả Mi Sen Hàn Quốc trị giá 390.000 đồng thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 đồng. Đây là tuýp dầu lạnh xoa bóp cô chú anh chị nếu như bị đau nhức chân tay này, vai gáy này, thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để xoa bóp, xóa tan đi cái cơn đau đó. Và chỉ với 390.000 đồng cô chú anh chị sẽ có ngay một cặp dầu gội xả Mi Sen chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc và tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 đồng nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số 0374 590 012 để được hỗ trợ mua cái deal với cái giá cực kỳ hời và nhiều phần quà hấp dẫn nha. Và đặc biệt là đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết tay.
Ở Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cao rán hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với những cô chú anh chị nào mà bị nhức mỏi ở những vị trí như vai gáy này, tay này, khuỷu tay này, hông này, đùi này, rồi là khuỷu đùi này, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái miếng dán này để làm giảm đi cơn đau. Và miếng dán này gồm một lớp bề mặt với chiết xuất nhân sâm trực tiếp thẩm thấu vào da. Và khi mà chúng ta dán một cái miếng dán này vào da thì nó sẽ giúp cho cơ bắp được thư giãn, giảm đau nhanh chóng, phục hồi. Và cao rán hồng sâm Hàn Quốc này sẽ giảm đi các chứng đau cơ này, đau thần kinh, đau đầu, nhức vai, đau lưng do vận động. Đặc biệt là rất là tốt cho những cái người chơi thể thao khi mà bị va đập chấn thương. Và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ làm sạch cái chỗ đau và sau đó sẽ dán cái miếng dán này lên. Tầm 2-3 ngày thì sẽ bỏ và thay mới nếu như mà vẫn chưa hết đau. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua combo 2 cao rán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 95.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói cao rán hồng sâm Hàn Quốc nữa. Như vậy là chỉ với 95.000 chúng ta sẽ có 3 cao rán hồng sâm Hàn Quốc. Và đặc biệt với những đơn hàng trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính cũng sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cái món quà kỷ niệm là cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết. Chần chờ gì nữa, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và tiếp theo Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc. Và bên trong nó sẽ là như thế này. Đây là sản phẩm rất nổi tiếng trên thị trường Hàn Quốc, là cái mẫu đặc biệt mà được một cầu thủ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc làm thương hiệu đại diện. Và đây là dạng dầu nóng cực kỳ nóng của chú anh chị nhé. Có dạng kem này, trắng sữa, mùi bạc hà, thơm mát, dễ chịu. Và ở bên sườn này có cái loại dụng cụ massage, đó chính là chúng ta lấy một cái ít kem trắng sữa ở trong đây, chúng ta bôi lên cái vùng mà chúng ta cảm thấy đau nhức và sau đó sẽ dùng cái dụng cụ massage này lăn qua lăn lại, cực kỳ là hiệu quả. Và chúng ta đỡ phải dùng sức để mà xoa bóp mà sẽ có ngay cái dụng cụ massage này. Thì khi mà phúc bầu thì có một cái giai đoạn nó bị xuống chân và cực kỳ đau lòng bàn chân thì sử dụng cái dầu nóng này xoa bóp là đã đỡ đi cực kỳ nhiều. Nên Phúc Tài Chính cũng rất thích cái chai dầu nóng này, cực kỳ nóng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với cái công cụ massage này thì nó sẽ giúp cho dầu nóng này nhanh chóng thẩm thấu vào trong da, giảm đau rất là nhanh chóng. Và công dụng sẽ hỗ trợ điều trị chứng viêm xương, đau cơ, đau khớp, tê bút chân tay, hỗ trợ điều trị đau đầu này, đau vai, đau lưng, đau cổ. Và hỗ trợ điều trị bong gân, chấn thương khi vận động nhiều, làm giảm những cái chứng như là viêm ngứa da, nổi mẩn đỏ do côn trùng cắn. Và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ lấy một ít dầu nóng này bôi lên da, cái vùng da mà chúng ta cảm thấy đau nhức. Và sau đó sẽ sử dụng cái con lăn này lăn qua lăn lại ngày khoảng 3-4 lần để chúng ta sẽ giảm cơn đau rõ rệt. Và rất nhiều cô chú anh chị đặt mua cái dầu nóng này bởi vì rất cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là những người cao tuổi. Và mỗi cô chú anh chị có thể nên mua một cái chai dầu nóng này để ở trong nhà để phòng những cái lúc cần. Và với các anh, các chị, các bạn thì có thể mua cái lọ này để gửi tặng cho bố mẹ, ông bà của mình nhé. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến với cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một cái chai dầu nóng này với giá 120.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cái gói cao rán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 50.000. Và cô chú anh chị hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn sữa rửa mặt Innisfree trà xanh nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 150ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Sản phẩm thích hợp cho da bị kích ứng với ô nhiễm môi trường cao, da có mụn này, có khả năng làm sạch sâu, tái tạo làn da, làm sáng da, chống oxy hóa và ngăn ngừa mụn viêm hiệu quả. Thì đây chính là chân ái dành cho những cô chú anh chị nào mà da bị mụn nhiều. Sữa rửa mặt Innisfree trà xanh giúp làm sạch da, không gây khô rát, đặc biệt là kháng viêm và chống lão hóa, ngăn ngừa da mụn viêm và giúp làm sáng da. Và cái sản phẩm này thì da mụn, da thường đều sử dụng được. Và đặc biệt những ai mà có nhiều mụn ở trên mặt thì nên sử dụng cái sản phẩm Innisfree trà xanh này. Thành phần của cái lọ sữa rửa mặt này là trà xanh làm đẹp cô đặc chứa 16 loại axit amin, cao gấp 3,5 lần bình thường. Và đặc biệt là chiết xuất từ rễ trà xanh chứa lượng saponin dồi dào, đóng vai trò là chất tẩy rửa thiên nhiên, rất là tốt và an toàn cho làn da của chúng ta. Và đặc biệt là đây là cái sản phẩm rất là cô đặc,
Nên là mỗi lần sử dụng cô chú anh chị chỉ cần lấy ra một lượng như hạt đậu nhỏ thôi, và sau đó là sẽ dùng nước và xoa đều tạo bọt và sẽ rửa sạch ra. Nên là một cái lọ này là 150ml nhưng dùng rất là lâu, bởi vì là nó có tính cô đặc. Khi nước vào thì tạo được rất nhiều bọt để chúng ta làm sạch da mặt. Nên là nhìn qua nhỏ nhưng mà lại có võ, cô chú anh chị và các bạn nhé. Sử dụng được thời gian rất là lâu. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời. Đó chính là khi mua một lọ sữa rửa mặt Innisfree trà xanh 150ml thì với giá là 230.000. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000. Đây là một cái điều rất là hời. Và cô chú anh chị muốn nhận cái điều này thì hãy gọi điện thoại cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012, hoặc là nhắn tin cô chú anh chị và các bạn nhé. Với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lọ xịt chống nắng GM Solution màu xanh nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và bên trong một lọ xịt chống nắng đó thì sẽ là một chai xịt chống nắng như thế này. Và một chai xịt chống nắng này sẽ là 180ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với một chai xịt chống nắng GM Solution màu xanh này thì sẽ có tác dụng bảo vệ da ngày hè. Được dùng nhiều cho cả nam và nữ, không chỉ ngăn cháy nắng mà còn giúp là làn da của chúng ta ngăn cái sự lão hóa khi mà tiếp xúc với cái môi trường nhiều tia UV từ ánh nắng mặt trời. Và nếu như cái kem chống nắng thông thường thì có thể gây bí da, thì với cái xịt chống nắng solution màu xanh này sẽ loại bỏ đi hoàn toàn cái vấn đề đó. Nó sẽ không bị khô và không bị bí da. Và được chiết xuất từ bột ngọc trai thiên nhiên cao cấp với chỉ số chống nắng rất cao là SPF trên 50+. Giúp chống tia UV, gây thâm sạm, lão hóa và những bệnh về da. Với bột ngọc trai thiên nhiên cao cấp và đặc biệt là hàm lượng chất khoáng cao, thì cái chai xịt chống nắng GM Solution này sẽ dưỡng ẩm hoàn hảo, giúp chăm sóc da sáng mịn và đều màu. Đặc biệt là cái kem chống nắng này sẽ giúp dưỡng ẩm, cấp ẩm nữa. Nó còn có tác dụng giảm nếp nhăn, và khi sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng xịt lên làn da như một màn sương mỏng, nên sẽ không bị khô và bí, không bị nhờn rít, vì vậy sẽ không gây nên sự khó chịu. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời. Đó là khi mua một xịt chống nắng GM Solution màu xanh này với giá 225.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590 012 để Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Và đặc biệt với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Đây, đây là cái sữa rửa mặt thải độc 3-trong-1 này. Và cái sữa rửa mặt này là nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất hoàn toàn từ rau củ quả, công dụng là rửa mặt, tẩy trang và mặt nạ 3-trong-1, vừa giúp rửa mặt, vừa giúp tẩy trang và giúp làm mặt nạ để cho làn da của chúng ta làm sạch bụi bẩn này, dầu bã nhờn sâu bên trong da. Nó sẽ giúp cả tẩy trang nhé, những ai mà hay trang điểm nhiều có thể dùng cái này để tẩy trang luôn. Và sẽ giúp khả năng kiềm dầu, ngừa mụn, cấp ẩm cho làn da. Và kết cấu gel khi mà lên da sẽ nhanh chóng giải phóng oxy và sủi bọt. Thì đây là một lọ là 300ml và nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Thì một cái sữa rửa mặt thải độc rau củ này ấy, có giá là 300.000. Khi mà mua sữa rửa mặt thải độc rau củ 300.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đó là một cái deal cực kỳ hời, mọi người có thể liên hệ với Phúc qua thông tin Phúc cũng hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Đây là tẩy da chết Arahan nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Ở đây có rất nhiều hương vị, ví dụ như vị cam này, lavender này, than hoạt tính này, vị sâm này và vị táo này, thì cô chú anh chị thích vị nào thì có thể lấy vị đấy. Thì tẩy da chết Arahan ấy, lọ của nó sẽ là 180ml như thế này, rất lớn như thế này. Một cái này nó sẽ giúp tẩy da chết mặt này, và cái chiết xuất của nó là từ trái cây, ví dụ như đây là tẩy da chết vị sâm này, rất là thơm. Đây là tẩy da chết vị sâm bắt từ trái cây này, loại bỏ tế bào da chết, đen sạm này và loại bụi bẩn trên da, thu nhỏ lỗ chân lông này, da mịn hơn và bổ sung nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng làn da mịn và trắng sáng.
Và đặc biệt là cái tẩy da chết nó sẽ loại bỏ bã nhờn trên da, hạn chế việc tiết dầu nhờn và giúp lỗ chân lông sẽ thông thoáng và giảm mụn hiệu quả. Ví dụ như chồng của Phúc là sử dụng cái này rất là hiệu quả này. Cứ sử dụng tẩy da chết này là giảm mụn đi rất nhiều và giảm nhờn trên da, càng ngày càng đẹp trai. Và kích thích sản sinh ra collagen và da sáng và sẽ giúp căng đều những cái sắc tố da. Cảm ơn mọi người đã thả tim thả like nhé. Điều rất là hời, đó chính là mua một tẩy da chết Arahan 120.000 thì sẽ được tặng ngay một kem đánh răng 55.000. Thì đây chính là một cái deal rất là hời. Mua một tẩy da chết 120.000 tặng một kem đánh răng 55.000 thì cô chú anh chị có thể comment inbox cho Phúc để được cái deal này nhá. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Thiệu đến cô chú anh chị là lăn khử mồi trị hôi nách chân tay Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm khử mùi hiệu quả ở Hàn Quốc và được rất nhiều người ưa chuộng. Lăn khử mùi này mang lại cho chúng ta cảm giác tự tin, tuyệt đối với cơ thể luôn thơm tho và sạch thoáng. Cái sản phẩm này chứa nhiều tinh dầu thảo mộc thiên nhiên, bao gồm như tinh dầu bạc hà, này, trà xanh, giúp chống viêm khử khuẩn rất là hiệu quả mà không hề gây hại hay là tổn thương cho những cái vùng da bị nhạy cảm. Nó sẽ tiêu diệt và ngăn chặn sự gia tăng của hầu hết vi khuẩn gây mùi dưới cánh tay, giúp cho bạn khử tận gốc và vô cùng an toàn hiệu quả. Sản phẩm này được thiết kế dưới cái dạng chai lăn nách, nên là giúp chúng ta dùng rất là nhanh chóng và thẩm thấu nhanh vào da. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời là khi cô chú anh chị mua một lăn khử mùi đặc trị hôi nách chân tay Quang Đông này thì cái giá là 185.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cao dán sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 đồng. Và nếu cô chú yêu thích cái deal này thì hãy nhắn tin gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lăn nách cao cấp Hàn Quốc Steve Phil. Đây chính là người bạn chân ái cho những ai mà có mùi ở vùng nách. Đây không phải là lăn nách thông thường mà là lăn nách cam kết hết hôi, hết ra mùi hôi nách. Được mệnh danh là sản phẩm ngăn tiết mồ hôi số 1 của Hàn Quốc và là cứu tinh cho rất nhiều bạn với nỗi lo về mùi viêm cánh. Và đây chính là dòng lăn nách khử mùi đầu tiên được khuyên dùng rộng rãi tại Hàn. Công dụng sẽ là khử mùi tuyệt đối và ngăn mồ hôi ngay lần đầu sử dụng, loại bỏ thâm nách này, giúp bạn thêm tự tin và ngăn tiết mồ hôi tối đa lên tới 3 ngày và không cần lăn lại. Và nếu cô chú anh chị nào đang có nỗi lo về viêm cánh, cảm thấy không tự tin khi mà làm việc tiếp xúc với người đối diện thì có thể mua một em lăn nách cao cấp Steve Film nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này nha. Chắc chắn là sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cô chú anh chị và các bạn sẽ lấy lại được sự tự tin trong giao tiếp. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị mua một lọ lăn nách Hàn Quốc khử mùi hôi nách thương hiệu Steve Film 20ml nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 350.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một dầu lạnh xoa bóp nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Đây là một cái deal rất là hời. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhận cái deal này bằng cách gọi đến cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama của Phúc Tài Chính đã viết nhé. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn là nước hoa hồng Dr. Pepti này. Đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và được sử dụng rất nhiều tại các spa làm đẹp tại Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái toner nước hoa hồng Pepti này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem chai bên trong nhé. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, bên trong sẽ là một chai toner nước hoa hồng 180ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Hình dáng kiểu dáng rất là đẹp và sang trọng như thế này. Trong cái nước hoa hồng Dr. Pepti này thì chứa chất chống lão hóa da rất tốt, an toàn cho da và không bị kích ứng, duy trì độ ẩm cho làn da này, giúp sáng da, tăng sinh collagen để chúng ta có một làn da tươi trẻ. Ngoài ra thì nước hoa hồng Dr. Pepti này sẽ giúp cho da của cô chú anh chị và các bạn căng bóng này, mềm mịn, làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn và trẻ hóa làn da.
Và đặc biệt khi sử dụng cái nước hoa hồng Dr. Pepti này, nó sẽ làm sạch da mặt và dầu nhờn. Vì vậy nên nếu như mà làn da mặt của cô chú anh chị và các bạn nào mà đang bị nhiều dầu, nhiều nhờn và dẫn đến tình trạng nhiều mụn thì có thể sử dụng cái nước hoa hồng Dr. Pepti này rất là tốt và hiệu quả. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một chai nước hoa hồng Dr. Pepti nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 315.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái điều hời này thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và với những cái đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị một cái món quà, đó chính là một cuốn nhật ký của Phúc Tài Chính ghi lại drama để cô chú anh chị và các bạn có thể lưu giữ lại những kỷ niệm trong cái quãng thời gian này nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, kem chống nắng Dr. Vita nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và bên trong như nào Phúc Tài Chính sẽ mở cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là một tuýp kem chống nắng đặc biệt lợi hại. Và một tuýp này sẽ là 50g cô chú anh chị và các bạn nhé. Kem chống nắng Dr. Vita là lá chắn bảo vệ da vô cùng lợi hại. Nó sẽ ngăn ngừa tia UV từ ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng từ những cái thiết bị điện chiếu tới làn da của chúng ta. Chính vì vậy nó sẽ giúp cho làn da giảm lão hóa nhanh hơn để các chị, các cô giữ được cái vẻ đẹp tươi tắn lâu hơn. Và không chỉ là một mà có 3 công dụng trong một tuýp kem chống nắng Dr. Vita này. Chính là chống nắng, chống tia UV, chống tia cực tím, cung cấp nước, độ ẩm, vitamin C, A, E và các chất chống oxy hóa da, làm mờ nếp nhăn, giúp da mịn và tươi trẻ. Đặc biệt khi cô chú, anh chị và các bạn sử dụng cái kem chống nắng Dr. Vita này thì sẽ không bị gây loang lổ trên mặt. Vì cái kem chống nắng này có cái tông màu rất là tự nhiên, an toàn cho da nhạy cảm, giúp thoáng da và không gây đổ dầu. Và kem chống nắng Dr. Vita này rất được nhiều chị em và các cô ưa chuộng, ưa thích. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một kem chống nắng Dr. Vita nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 250.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal rất là hời này, hãy gọi điện thoại cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những điều tuyệt vời nhất. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon dùng ở trên toàn thân cô chú anh chị và các bạn nhé. Và một hộp như thế này sẽ là 200ml và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy đây là kem dưỡng thể tế bào gốc Rmon. Và cái lọ kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon này sẽ giúp da được nuôi dưỡng trắng hồng từ sâu, mờ thâm này, các đốm sạm nám trên toàn thân. Và các thành phần ở đây chiết xuất từ thiên nhiên, không gây mòn da, mỏng da và không bắt nắng. Nó sẽ giúp tăng cường chống lại sự lão hóa toàn thân và thích hợp với mọi loại da cô chú anh chị và các bạn nhé. Và nó sẽ giúp phục hồi những làn da thô ráp này đang bị tổn thương. Ví dụ như da cô chú anh chị đang cảm thấy khô thì có thể bôi cái loại này. Và đặc biệt ngày trước Phúc Tài Chính là có tắm cho con chó và sau đó là bị viêm da cơ địa nhẹ đấy. Thì mà khi mà cái làn da nó rất là khô thì sử dụng cái kem này sẽ giúp làm mềm da và nó sẽ giúp giảm đi các vết thương. Sử dụng cực kỳ tốt cô chú anh chị nhé. Và cái kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon này nó sẽ giúp tăng đề kháng cho cái làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và cái cách dùng là chúng ta sẽ tắm sạch cơ thể và sau đó lau khô đi, dùng một cái lớp kem dưỡng da tế bào gốc Rmon này bôi lên toàn thân để dưỡng trắng da. Đặc biệt cô chú anh chị nào đang có một cái làn da khô ráp hay là sắp tới là vào mùa đông ở những cái khu vực mà bị lạnh và bị khô thì nên mua cái kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon này để làn da của chúng ta trở nên mịn màng hơn. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái lọ kem dưỡng trắng da body tế bào gốc Rmon này với giá 395.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá là 50.000.
2.000 đồng. Và để nhận được deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên ngay và gọi cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590 012 nha. Và đặc biệt, với những đơn hàng trên 1 triệu đồng, Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn, sữa rửa mặt Cốt X Hàn Quốc, đây là sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, làm sạch da mà không bị khô da và sẽ giúp loại bỏ bã nhờn này, bụi bẩn, dầu thừa và sẽ giúp là lỗ chân lông thông thoáng, ngăn mụn phát sinh. Và những ai mà bị mụn trên mặt thì dùng cái sản phẩm này rất là tốt và phù hợp. Và nó sẽ giúp tẩy tế bào chết này, kiềm dầu, xe khít lỗ chân lông, cấp ẩm và giúp cho làn da mịn màng. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là cô chú anh chị nào mua một tuýp sữa rửa mặt Cốt X này với giá là 220.000 thì sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Phúc Tài Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là chị xài thấy tốt em ạ. Em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn An Cung. Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé. Tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy. Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi. Tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng. Nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có thì gặp bất cứ vấn đề nào, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn.